Có bạn nào đang buồn không ta? Nếu có thì ghé vô video của Ly nè. Ly không chắc là sẽ khiến các bạn hết buồn, nhưng có thể các bạn vui lên một xíu á. Hôm nay Ly giới thiệu tới cả nhà cảnh hái trái cây thời A Còng của chị em nhà Ly. Thiệt á, chiều cao của Ly thì khiêm tốn, mà cái cây đu đủ tình ơi nó cao. Mà hồi giờ đâu có ai đu cây đu đủ đâu ta. Cũng chưa ai chế tạo ra cái cây để hái trái đu đủ, nên đành phải mượn cái ghế than của mẹ hái. Còn nhờ mẹ làm đạo diễn quay cho mình cái cảnh hái đu đủ nữa chứ. Cảnh phía sau này hấp dẫn hơn nè. Thời buổi công nghệ làm gì thì cũng theo dây chuyền, hái dừa cũng thế. Thằng em út của Ly trong vai hái dừa, ba Ly thì trong vai lượm dừa, Ly thì trong vai đạo diễn kim quay phim, còn đứa em dâu thì vận chuyển trái dừa vô nhà. Vì cây dừa được ba Ly trồng ngoài đường ven mương để đất khỏi sạt lở và có bóng mát cho người đi đường. Tội thằng út không biết trèo cây mà nghe mẹ Ly nói thèm uống nước dừa, liền lấy cái thang tre thần kỳ của ba Ly làm ra leo lên cây hái dừa. Đây là cái đoạn mà ông chọc trúng ổ kiếm vàng, đứng chờ mấy anh chị kiếm chạy bớt rồi mới dám leo lên hái tiếp. Thành quả đây nè cả nhà. Xem hết clip của Ly thì bạn có vui lên tí nào chưa? Đừng buồn nữa nha. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết hết á. Điều quan trọng là chúng ta cần suy nghĩ tích cực và bình tâm bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các clip tiếp theo nhé.